trước việc vốn bơm vào nền kinh tế không đồng đều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số dự án thuộc hệ sinh thái của các tập đoàn. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 11, dư nợ tín dụng tăng hơn 9%, với hạn mức tín dụng cả năm 14%, dư địa còn lại của hệ thống ngân hàng cấp cho nền kinh tế khoảng 5%, tương đương 700.000 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng tín dụng thấp, không đồng đều, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng khó khăn. Nguyên nhân vốn trong ngân hàng dư thừa nhưng khó cho vay, theo lãnh đạo chính phủ, đến từ phía cung và cầu. Ở phía cung, hồ sơ thủ tục vay của các nhà băng còn phức tạp, cứng nhắc, lãi suất giảm nhưng vẫn cao so với khả năng chi trả của doanh nghiệp. Trong khi đó, hệ thống ngân hàng vẫn tồn tại tình trạng sở hữu chéo, bất cập trong phát hành trái phiếu đơn lẻ. Thủ tướng yêu cầu cần chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc thuộc sân sau của tập đoàn. Cùng với đó, cấm việc mở rộng zoom tín dụng và dành lãi suất thấp cho thành viên ban lãnh đạo ngân hàng. Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Chính phủ dự thảo nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, trong đó rà soát sửa đổi bổ sung nhóm các hành vi vi phạm quy định về quản lý điều tiết giá và thẩm định giá có 20 nhóm hành vi. Đơn cử như trong dự thảo nghị định, quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi không công khai về quỹ bình ổn giá, phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi sử dụng quỹ bình ổn giá không đúng quy định của pháp luật. Về nhóm hành vi bổ sung mới, loan tin đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội, bất ổn thị trường sẽ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, tăng giá hàng hóa, dịch vụ không phù hợp với biến động của giá thành toàn bộ so với điều kiện bình thường nhằm trục lợi. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo hồ sơ đề xuất xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà. Bộ Công Thương xin ý kiến về vấn đề điện mặt trời mái nhà liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức cá nhân khác và không bán điện vào lưới điện quốc gia. Bộ Công Thương xây dựng chính sách theo hướng tổ chức cá nhân khi phát triển điện mặt trời mái nhà chỉ sử dụng tại chỗ, không bán điện cho tổ chức cá nhân khác. Trường hợp lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì nhà nước ghi nhận sản lượng điện với giá không đồng, không được thanh toán.